thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về cơ tận diệt đã đến. Chia sẻ để các bạn phải gấp rút mà tu nha các bạn. Coi như là cơ tận diệt á, là đã đến, là coi như là mình bị thiên tai lũ lụt, tất cả những gì là đến rất là nhanh luôn đó. Bây giờ là đến dần dần ha, từng quốc gia một, cho nên Tuyết Già mới chia sẻ để các bạn biết rõ thêm một chút xíu là cơ tận diệt, chứ không phải là tận thế. Tận diệt là coi như là cũng như là hả, tận diệt là diệt cũng như là tận cùng luôn á các bạn, tận cùng những kẻ ác. Nhưng mà nhiều khi mình có những, mình nhìn thấy những cái thiên tai, những cái lũ lụt, những cái dịch bệnh như vậy, thì tất cả mà những người mà giống như những người đồng đạo, những người bạn mình mà tu hành á, thì coi như là giống như nhìn thấy vậy thôi chứ không có sao. Đó, sẽ qua thôi, đây là việc kẻ ác thôi chứ không phải việc người hiền lương. Nếu như mình không chịu mà sống hiền lương là coi như là hả, kỳ này là coi như việc tiêu hết không còn đâu các bạn ơi. Tiếp trà chia sẻ thật sự để các bạn biết rõ rằng cái cơ tận diệt nó tới rồi. Tại hiện tại giờ tất cả những các nước như Indo, Philippines, coi như là nước Áo, nước Bỉ, rồi Mỹ, tất cả những gì, những cơn lốc xoáy, rồi những hả, giống như là lũ lụt quá các bạn biết không, nhấn chìm xe hơi mà hả, cũng như là hả, lủng ngủng nước không luôn đó. Tiếp trà hôm nay á, cái hả, nói nhìn cho mấy đứa con của Tiết Già xem nè, đưa tất cả những cái tin tức cho coi, nói con ơi coi nè, xe hơi mà chạy dưới nước không nè. Đó, rồi con Tiết Già nói tại vì nước mà nó ngập, nó tràn vô trong cái những cái thành thị đó, cho nên hả, xe hơi coi như là mình gửi xe là nó lúng ở trong đó luôn, không có lấy ra được á mẹ. Đó, các bạn thấy bây giờ coi như cái cơ tận diệt đã đến như vậy rồi. Mà cũng có những bạn mà kiểu như không có tin. Đó, nhưng mà không có tin, Tiết Già cũng chia sẻ nữa. Chia sẻ đến lúc nào mà các bạn tin, để các bạn ráng cố gắng cùng Tiết Già tu tập. Chỉ có vậy thôi mà Tiết Già phải giống như hàng ngày để ráng học nè, để học những cái con đường tâm linh Phật Pháp, rồi học những cái gì mà sắp tới của cái thời mà hả mạt kiếp này, để cho các bạn hiểu rõ thêm. Tại vì Tiết Già và các bạn cũng giống nhau thôi, mình cũng bằng xương bằng thịt. Khi đến mặt trần gian này thì ai cũng hả coi như là tham sân si, cái lòng ham muốn dục vọng quá cao. Mà coi như hiện nay á, các bạn có biết thế gian đã quá gọi là hung bạo rồi đó các bạn. Coi như thế gian á, là mình nói cả cái quả địa cầu này luôn. Nó thì nói chung là bằng xương bằng thịt như thế này thì nhiều khi người ta không có biết, cho nên người ta mới hung bạo đó. Giống như ngày xưa Tiết Già cũng chưa biết, thì đôi khi Tiết Già cũng khẩu nghiệp, hoặc là Tiết Già cũng làm những việc gì sai trái. Khi mình đã biết rồi thì mình tìm ra cái con đường Phật Pháp, mình đã ngộ rồi thì hả, mình đừng có vướng vô cái luật nhân quả nữa, để mình phải trả quả trên mặt trần gian này thì nó uổng cho cái kiếp sanh của mình, đúng không các bạn? Tại vì mình làm người rất là khó luôn, nó dễ gì mà hả, coi như là được kia mà trợ tái sanh lại làm người. Chứ nếu như mình hả nghĩ rằng làm người chắc là dễ lắm sao, không có dễ đâu các bạn ơi. Mình chỉ cần mình tham hả quá đà thôi là cái kiếp sau mình đã hả làm những cái hả tái sinh lại những cái động vật, những cái súc vật rồi, nó khó như vậy đó. Cho nên hả, thà rằng á mình hả kham khổ một chút xíu, mình chịu cực, mình hả cũng như là tu niệm lại ngày lại đêm. Nó Tiết Già cũng đang dạy cho cháu ngoại Tiết Già, ngày nào cũng phải niệm Phật, phải lại, phải cúng lại gì đó, thì hả nói chung là các em cũng được hữu duyên, cũng có một chút mà cái phước báo. Hồi xưa các em chắc cũng là tiền kiếp có tu, cho nên bây giờ hả thấy bà ngoại mà hả giống như là lại, là các em lại theo rất là nhanh. Và có những em và cả những bạn nào mà kiểu như chưa tin, chưa lại, thì cái đó là cái gì gọi là mình thiếu duyên, thiếu phước. Đó, thiếu duyên, thiếu phước là mình khổ lắm các bạn ơi. Từ khi mà tạo thiên lập địa đến bây giờ, chưa bao giờ mà nhân loại mà hả hôm nay mà nó quá sức luôn. Nó đến thời điểm này là nhân loại quá hung ác, quá bạo tàn. Nhưng mà ở đây á là không nói hết tất cả. Nói chung là trần gian cũng có người tốt, có người thầy, nó có sư phụ, có quý sư. Mình nói là mình nói riêng một cái số nào thôi, chứ mình nói mà nói hết là mình sẽ mang tội, đúng không các bạn?
đó, tại vì hả, còn tận diệt tức là còn hung ác đó, hung ác này á là chừng nào hết thì tận diệt chấm dứt, nó đơn giản vậy thôi. Mà thấy những cái cảnh tận diệt rất là khổ các bạn ơi, xe hơi mà lái ở dưới nước không à các bạn, mà hả coi như hả 5-6 người mười mấy người mà kéo chiếc xe hơi ra kéo không ra, lúng ở dưới sình lầy nó không có kéo ra mà nước coi như ngập, mà hả coi như dân cứu hộ coi như chạy hả coi như rước người hả, rất là khổ sở luôn các bạn. Nói cho nên Tuyết Già chia sẻ để rằng á, à, cũng như là trần gian mình hả giảm bớt được, cũng như là cái tội tình giảm bớt được, cái sự hung ác giảm bớt được, cái sự tham sân si, thì trần gian mình nhẹ nhẹ một chút, có phạt thì cũng phạt nhẹ đúng không các bạn. Nếu như mình làm ít thì mình hả sẽ được cũng như là ân xá, được đại ân xá cái kỳ ba này, là mình không có còn mà hả giống như lo lắng mà sợ sệt nữa. Ngày xưa Tiết Già cũng rất là sợ các bạn ơi, sợ lắm, sợ động đất, sợ thiên tai, sợ đủ thứ hết. Sợ con mình còn nhỏ quá mà bây giờ lỡ mình có chuyện gì mà mình không có nuôi con được, cứ hằng ngày hằng đêm lo lắng đủ điều hết. Từ chỗ đó nên Tiết Già tìm đến con đường Phật Pháp và nhân tướng học, và học luôn cái con đường tâm linh nữa. Thì hôm nay á, là Tiết Già ha, nói chung là cũng đạt được gọi là giống như là theo cái nguyện vọng của mình, mặc dù không có giỏi giang bằng ai, nhưng mà vì cái sự giống như là mình sợ khổ trên trần gian này mà mình mới thoát khỏi cái cảnh khổ đau bằng cái con đường Phật Pháp. Thì coi như hôm nay á, là Tiết Già đã giống như là hả, con trong gia đình của Tiết Già là đã giống như là lập gia đình hết rồi. Các em cũng đã có nhà riêng, có con, và con của các em cũng rất là ngoan. Đó, các em rất hiếu thảo với hai bên cha mẹ. Coi như là hả Tiết Già hả dạy con Tiết Già là phải luôn luôn hiếu thảo hai bên cha mẹ, chứ đừng nghĩ lập gia đình rồi là tự nhiên mình chỉ hiếu thảo bên mình mà không hiếu thảo bên chồng bên vợ cũng không có được. Nó hiếu thảo là phải hiếu thảo cho đồng đều, như vậy mới đúng là hả phận làm con. Chứ nhiều khi mình ghét người này mình thương người kia, cái đó không có được, mình phải thương hết tất cả luôn. Nó chỉ cái lòng thương hả, bao dung, lòng thương rộng hả, lớn như vậy là mình đủ sanh phước rồi đó các bạn. Nhiều cái cách để làm phước lắm, kỳ này tận diệt coi như là hả, mình mà tha, chỉ cần mình suy nghĩ mình tham sân si thôi thì cái cuộc tận diệt đã đến, mình chạy không kịp. Tự vì trong cái lúc mà tận diệt như vậy các bạn biết không, là có người chạy kịp, có người không. Đó, Tiết Già hả nhìn thấy tất cả những cái gì mà xảy ra đó, Tiết Già thấy hả có nhiều người coi như nhấn chìm luôn, không có chạy ra khỏi. Mà tại sao có người á, người ta chạy ra được đó các bạn, vừa chạy ra khỏi thì cái chỗ đó lại hả giống như là nước đã ngập hết luôn, đã chôn vùi tất cả xe cộ nhà cửa, mà nhà coi như bay dèo dèo luôn nguyên căn nhà đó nha các bạn, không phải nguyên căn mà gọi là không biết bao nhiêu mấy chục căn luôn, đếm không có được, tự vì bay dèo 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 luôn. Một khi đã sóng thần nổi dậy hả, lũ lụt đã kéo tới rồi là coi như cái nhà là bay luôn. Đây là coi như là giống như là cái cơ tận diệt, tận hết tất cả những người hung ác, những người mà giống như sát sanh, những người không có tin vào Phật Pháp, những người mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ ông bỏ bà, nó những người mà giống như hả đi theo cái danh vọng tiền tài đó, là tất cả những gì á là nó đủ cho gọi là giống như là kết tội hung ác rồi, chứ không có cần mà đến đổi mà làm việc gì lớn hung ác nha các bạn. Nó khó vậy, cho nên á Tiết Già chia sẻ để các bạn hiểu rõ rằng hồi tôi hồi đó giờ tôi đâu có làm việc gì ác. Nó công nhận không, tôi không có hại ai hết trơn, không có hại ai, nhưng mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ ông bỏ bà sống bơ vơ coi như là hả căng chòi rách rồi hả không có tiền ăn rồi hả khổ sở rồi. Nhiều khi ông bà cha mẹ mình 70-80 tuổi mà lồm còm lợm cộm mà đi cắt từng bó rau để buôn bán, như vậy có ác không? Đó, như vậy là đủ ác rồi, mà không phải một chuyện, quá chừng luôn. Bây giờ coi như ai cũng than rằng là 5-7 đứa con 10 đứa con gì mà không có một người đứa con nào mà nuôi mình hết, rồi mình phải khổ sở như vậy. Đó, thì Tiết Già cái đây cũng là chia sẻ chung, cái này là cái sự cộng nghiệp. Điểm thứ nhất á, là mình thiếu tu cho nên ha con mình nó cũng không có được mà sanh phước, nó không có lo. Thì bây giờ á, những bà mẹ như vậy thì ráng tu đi, giống như Tiết Già vậy nè, con Tiết Già lo cho Tiết Già rất là trọn vẹn luôn, con dâu cũng lo mà con rể cũng lo mà con ruột cũng lo đó, rồi cháu ngoại cháu nội gì hả rất là ngoan luôn đó các bạn.
Nói tiết già thật sự luôn, mà tiết già cũng không ngờ nữa, đó là do cái sự tu tập của mình mà ngày hôm nay mà một cái sự bất ngờ, cho nên tiết già chia sẻ và hả coi như là hả lòng chân thành để kêu gọi tất cả các bạn hãy giống như sống thiện, sống làm lành lánh dữ, giống như đừng có bao giờ mà sát sanh hại vật và đừng có làm những cái việc gì mà nó trái với đạo lý con người. Cho nên mình khổ là tại vì mình làm trái với đạo lý con người. Nói các bạn thấy không, tại sao mà con mình nó không nuôi mình thì nó cũng có cái lý do. Cái lý do là tại vì mình cũng không có chịu tu sanh phước, sanh thiện, mình không làm việc thiện, việc lành. Đó, rồi đời này sang đời nọ, rồi tới con mình nữa, con mình nó không chịu hả tu nữa. Các bạn biết không, kéo tới cái đời cháu mình nó rất là khổ. Cho nên tiết già là chia sẻ cái cơ tận diệt này là các bạn chỉ cần hả, mình hả giống như làm thiện, làm lành, mình buông bỏ hết tất cả đi. Tiết già thường nói như thế này, buông bỏ không phải là mình đem tiền đi quăng, nhưng mà mình làm bằng cái công sức của mình. Đó, cái công sức mình làm có bao nhiêu mình xài nhiêu, mình đừng có suy nghĩ gì hết. Rồi tự nhiên ha, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình làm lành, mình tu theo đạo của ông bà cha mẹ của mình. Đó, đừng có nhảy từ cái đạo này mà qua đạo kia cũng không được nha các bạn. Cái thời mặt kiếp này là sắp hết rồi đó các bạn, rồi mai mốt chỉ còn một cái đạo tâm thôi đó, là coi như hả tất cả đạo đều hả chung về một đó các bạn nha. Đạo ai nấy giữ đó, chứ già chia sẻ và nhắc lại lần nữa để các bạn trẻ biết, chứ hả các bạn mà hơi lớn tuổi chút xíu thì ai cũng biết cái điều này rồi. Nó cho tiết già chia sẻ hằng ngày để các bạn giống như là đang đau khổ mà các bạn cứ vững tâm tu đi, sẽ vượt qua đại nạn, mà vượt qua cái sự tận diệt của trời đất mà kỳ này hả, vượt qua cái sự đói khổ luôn á các bạn. Để sao biết không, để cho nhân loại nhìn thấy rõ ràng tại sao cái người kia mà bây giờ người ta sống sung sướng quá vậy, người ta tiền vô ào ào trong cái thời khó khăn dịch bệnh như thế này, nó thiên tai lũ lụt như thế này, mà sao người ta làm tiền dữ vậy, còn mình sao kỳ vậy, mình làm không có tiền đó. Cái lý do đó mà tiết già mới chia sẻ, và tiết già không muốn cho tất cả coi như là những bạn nào mà gọi là giống như là khổ hay là buồn hay là khó khăn gì hết á, ai cũng phải được vươn lên, ai cũng theo con đường Phật pháp để sung sướng, để hạnh phúc hết. Tiết già rất là mừng những em mà hiếu thảo với ông bà cha mẹ, mà bây giờ mấy em coi như là làm hả rất là khấm khá, mà mấy em kiếm tiền coi như tiết già cũng hả mừng, như rất là mừng á. Rồi tiết già cũng mong cho những em nào và những bạn nào mà chưa có, cũng như là đang đau khổ mà chưa có được có cái đồng ngân trên trần gian, thì hãy nhanh chóng đó coi như là ăn chay niệm Phật, làm lành, sống hiếu thuận với gia đình, là hả tránh được cái cơ tận diệt, mà coi như hả sanh phước để hưởng ngay trên đời này, không có sợ thiếu thốn nữa. Nó tiết già chia sẻ là kỳ này hả nó khủng khiếp lắm các bạn ơi. Các bạn lên xem tin tức, các bạn biết bây giờ coi như là nước lụt, là coi như ngập hết luôn, mà mỗi một quốc gia là không bao giờ mà nhấn kìm hết nha. Tiết già chia sẻ nha, chỉ nhấn kìm một nơi nào đó thôi để cho mình nhìn thấy, chi vậy để cho mình tu những cái nơi khác người ta cũng như là tu, chứ nếu như mà Thượng Đế nhấn kìm hết thì không có còn nhân loại làm sao mà lập đời được các bạn, đúng không? Nó phải còn nhân loại thì coi như là Thượng Đế mới lập đời lại, mà kỳ này là đời tân á các bạn, là không có còn ai mà hung ác hết á. Tiết già chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng được hạnh phúc vui vẻ, và tránh được cái, nhất là tránh được cái cơ tận diệt kỳ này nha. Rồi hả mình được hả làm ăn mà coi như là hả tiền vô, cũng như là hả được có cái sự sống mà hả cũng như là tràn đầy vui vẻ, để mình có những cái tinh thần mình tu tập, đúng không các bạn? Video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.